Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Vũ AO ha. Thì mình là Khánh, tiếp tục với một cái series mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách lựa chọn bộ dàn làm sao cho nó phù hợp và với những cái lưu ý gì khi mà mọi người muốn đầu tư một bộ dàn karaoke. Thì đợt này thì mình sẽ làm một cái cách nó hơi khác một xíu, đó là mình sẽ dựa trên những clip lắp đặt của anh em Thiên Vũ đã đặt rồi. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người lý do tại sao bên mình lại chọn bộ dàn như thế và những lưu ý gì khi mọi người cùng với khách hàng, mình đã chia sẻ với khách hàng những gì trong cái buổi tư vấn hôm đó để cho mọi người có thể nắm rõ được hơn là lý do tại sao mình đã chọn và mình đã chia sẻ những gì nhé. Bắt đầu thôi. Ok, thì hôm nay mình chơi dã chiến một xíu, mình sẽ quay clip thực tế của Thiên Vũ ở trên TV đây và mình sẽ chia sẻ cho mọi người trực tiếp trên đây luôn. Ok. Đây là một cái clip bên mình lắp đặt một cái bộ dàn từ 6 tháng trước, là bộ dàn KB4010G2, một dòng sản phẩm series của KB. Dòng G2 này là dòng Generation 2 của dòng JBL, tức là dòng thế hệ thứ 2 á. Dòng này đời mới hơn một chút xíu và giá sẽ cao hơn một chút xíu so với đời trước. Và dòng này là dòng bass 2,5 tấc ha. Thì mình cùng thử coi là không gian nhà hát như thế nào nha. Ok, đây mình mở cho mọi người nghe. Mình đây mình sẽ tua lên chỗ này cho mình coi. Đó, đây không gian nhà khách đây. Mọi người thấy đang Duy với Luân đang lắp đặt loa ha. Thì cái không gian này á, nó sẽ rơi độ khoảng tầm 20 mét vuông và khách hàng sẽ ngồi cách loa tầm khoảng 4 mét xíu. Clip dài hơn xíu mình sẽ tua đến cái đoạn mà nó sẽ, cái góc quay nó sẽ rõ không gian hơn một xíu và mọi người có thể để ý rõ kỹ là cái không gian này này. Đây mọi người đi. Đó, anh đang treo tì loa. Mọi người thấy nè, khách hàng phòng này khá đặc biệt là khách hàng đây mình có cái này đi. Mình mượn đỡ cái anten của thằng Dun ha, mình chỉ cho nó dễ. Đây, đây hiện tại là nhà khách đang lắp cái nguyên một cái gọi là cái tường á, mà không có chơi sơn mà chơi luôn là ốp gạch men lên luôn, kính lên trên này luôn. Mọi người biết cái ốp với cái tình trạng ốp kiểu này á thì nó sẽ diễn ra tình trạng gì không ạ? Nó vang kinh khủng luôn. Cái phòng này rất vang nha mọi người. Với cái cách ốp mà nhà mà kiểu là gạch men lên hết trên tường này thì mình thấy miền Tây hay xài kiểu đó. Thì vang kinh khủng, thật sự là rất vang luôn. Và với một cái phòng vang như thế này rồi thì như mình đã có kinh nghiệm, mình đã chia sẻ chắc clip gần đây thôi, chia sẻ về cái vụ bên phòng nhảy á, nó có một cái phòng rất là vang như thế. Thì với cái phòng vang như thế thì bên mình sẽ phải lắp, thường là sẽ lắp clum cho khách. Tuy nhiên thì khách là một fan của JBL. Khách là một fan của JBL, mình kiếm clum của JBL thứ là giá quá cao, thứ hai nó không phù hợp với karaoke nên là mình đã chọn cho khách. Mình cũng muốn chọn dòng 2 tấc lắm nhưng mà JBL không có nên là mình chọn cái dòng nhỏ nhất của mà khách có thể lựa chọn được luôn là dòng KB4010, dòng 2,5 tấc. Đó. Dòng này thì tiếng chép nó tốt, nó không bị như dòng 2010G, cũng là JBL cũng là KB nhưng mà đời 2010G2 thì tiếng bass nó nhiều hơn con 4010. Hai con này khác nhau nha, chất âm nó khác nhau. Dòng KB cái đầu 4 này thì tiếng chép nguyên nó tốt hơn, bass nó ít hơn, nó sẽ cho cái hàng xúc đánh nên là mình sẽ chọn dòng đầu 4. Dòng đầu 4 cho mã này. Khách là một fan của JBL nên là hầu hết mình đồ mình chọn đều là JBL hết. Rồi nè, anh em đang lắp nè. Rồi đây có một góc quay rất là rõ cho mọi người coi. Đây mọi người thấy không, góc quay này là rất là rõ cho mọi người thấy không gian. Treo loa trên này mà ngồi xuống dưới này là coi như là gần như là góc phủ toàn bộ một cái cặp 2,5 tấc là đánh đủ thoải mái cho cái dàn này rồi. Và dĩ nhiên với dàn này mọi người cần có súp để cho nó bổ sung cái công suất cho nó. Vì cái phòng này rất là vang, mình cũng có chia sẻ cho khách là với những này mình nên xài rèm này. Mình có một lưu ý nhỏ này cho những khách nào mà muốn đầu tư dàn karaoke tại nhà ha, dựa trên list này luôn. Thì nếu mà khách đã có ý định đầu tư dàn karaoke rồi trước khi xây nhà thì nếu mà mình tính lắp phòng khách thì không có vấn đề gì, lắp phòng khách mọi người cứ để bình thường cho là được. Mọi người chỉ cần thiết kế theo cái gu thẩm mỹ rồi tất cả những cái khác thôi. Còn riêng với khách hàng nào mà đã muốn đầu tư một cái phòng riêng như khách hàng của mình ở trên đây, đầu tư một cái phòng riêng để chuyên để giải trí karaoke thôi á, thì mọi người thứ nhất có 2 phương án. Một là mọi người thêm thiết bị sofa này kia vô cho nó xài những cái dòng mà nó nỉ á, dòng ghế sofa xài nỉ này, đừng xảy ra nè. Rồi những cái phần vật liệu xài treo chân vào cho nó tiêu âm bớt đi, nó sẽ đỡ bội dội âm hơn. Thứ hai nữa, phong cách thứ hai nếu mọi người muốn nó phải chuyên nghiệp hơn một xíu nữa thì mọi người
cứ để phần thô thôi mọi người, đừng có làm hết. Thì anh em Thiên Vũ sẽ vào sẽ tư vấn cho mọi người là nên gắn vật liệu như thế nào, gắn rèm như thế nào và thêm vật liệu như thế nào, trên tiêu âm như thế nào để cho cái phòng nó đạt độ tối ưu nhất về phần âm thanh. Đó, thì nó có hai phương án như vậy. Tốt nhất là trước khi mọi người, nếu mọi người có ý định thì mọi người nên cân nhắc chuyện này trước ha. Rồi, tiếp đến cái video này luôn. Thì đây, mình sẽ coi cho mọi người coi rõ cái bộ dàn này đang lắp cái gì. Đây, đây mình tua đến cái đoạn hình như anh em đang hát thử nè. Đây, bộ này như mình đã nói trước, khách này là một fan của JBL nên mình chọn JBL hết. À, cặp loa JBL ha, micro là JBL VM300, dòng này tốt nhất của JBL rồi, không hơn đâu. VM200 sóng yếu lắm, mình hầu hết mình bán VM300, đợt này mình bán VM300 nhiều hơn. Đây là một cái dòng, mọi người thấy không, dòng này là một dòng gọi là cục đẩy vang số liền công suất, gọi nôm na nó là thế. Thì có vang số liền công suất JBL Beyond 3 mà trong một số clip trước mình có giới thiệu rồi. Dòng này á, nói chung là một dòng nhỏ gọn nhất, chất lượng tốt nhất, thương hiệu nổi tiếng nhất mà mình từng tiếp cận. Tuy nhiên nó sẽ chỉ phù hợp với những dòng loa từ 2,5 tấc trở xuống thôi. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì công suất của nó chỉ đạt được tầm hình như là 330W đến 350W. Cỡ đó thôi, thì đánh từ 2,5 tấc trở xuống thôi và bắt buộc hệ thống phải có sub. Đó thì nhưng mà thật ra nếu mà mọi người làm một cái phòng karaoke đơn giản á, thì con này là quá tuyệt vời cho cái phòng như thế rồi. Thì công suất nó chỉ chơi cặp 2,5 tấc đổ xuống cộng sub nữa thôi thì con này có tuyệt vời. Còn những khách nào mà muốn cặp loa to hơn thì mình không xài được cái này ha, mình phải xài cục đẩy rồi vang số rời. Tuy nhiên là với dòng này á, thì như mình có chia sẻ những các clip trước rồi á, thì cái con dòng này á, nó sẽ tương tự như khi mọi người xài một con Crown KVS300 cộng một cái vang số KS180A vì xài chung phần mềm y chang nhau luôn, không khác gì. Con này nó còn có lợi điểm hơn là thứ nhất nó còn có Bluetooth nè, rồi nó còn có remote nè cho mọi người xài nữa, nó khá là tiện. Nên hầu hết trong gần đây thì nếu với những bộ dàn nhỏ gọn thì mình sẽ xài con này dành cho những bộ dàn karaoke mà khách nào thích JBL á. Ok, sub thì mọi người thấy đó, mọi người thấy không, mình không có điều mọi người ha. Dòng MF3 này á, lâu lắm rồi mình bán. Thật ra bộ bàn nào mình cũng ghép bộ này cái sub này vô, vì sub này nói chung là mọi người thấy không, nó nhỏ gọn, vô cái phòng nhìn nó gọn đẹp mà nó công suất nó đủ lớn để mình sử dụng. Nên là hầu hết các dàn đây mình xài MF3 không mà gần như là không xài khác. Ok, nếu mọi người chắc là nhờ Liêm ghép một đoạn cái mọi người test cái clip này vô trong cuối clip để mọi người thấy cái độ vang khủng khiếp của phòng này. Và cũng không phải gì đâu, nhưng mà bởi vì là hiện tại phòng này chưa có đồ nữa nên là nếu mà khi ghép đồ vô thì nó sẽ đỡ hơn một chút xíu. Mình đã có qua trải nghiệm phòng này rồi thì nó cũng đỡ hơn một chút xíu. Tuy nhiên với cái bố trí phòng như thế này thì nó không thể nào tránh khỏi được, mình nói chung là phải thêm rèm thêm gì nhiều lắm mới đỡ được. Đời anh bao nhiêu mai đây, nghe đôi tiếng gào thét giữa cung thân tôi, nghe trái tim vươn lên hồi mong chờ đợi lắm sơ qua về giá bộ dàn này ha. Thì cặp loa 4010G2 này giá đầu khoảng 28 triệu hơn á, gần 29 triệu. Rồi con này thì đâu 17 triệu, 18 triệu đi, cho 18 17 triệu 9 18 triệu rồi 9 triệu rưỡi rồi 21 triệu. Tổng nó vô được khoảng bao nhiêu tiền ra? 20 cho 20 cho 50 cụm này. Nó khoảng 70 triệu mọi người. Nó chỉ tầm 70 triệu cho một bộ dàn karaoke full đồ JBL luôn. Chính hãng hết tất cả, bảo hành 1 năm. Bảo hành tận nhà 1 năm nếu mọi người mua tại Thiên Vũ. Và các sản phẩm này hiện tại đang đều có demo trực tiếp tại cửa hàng thì mọi người có thể đến và trải nghiệm. Một cái dòng đời sản phẩm của Thiên Vũ bán khá lâu nên là mọi người yên tâm, những clip mà mấy tháng trước này kia tất cả sản phẩm đó đều hiện tại Thiên Vũ vẫn còn đang duy trì kinh doanh. Thậm chí có những dòng loa đến 5-6 năm rồi như dòng MF3, như mọi người 5 năm nay mọi người Thiên Vũ không thể đổi luôn. Đó là một số cái điểm cần lưu ý khi mọi người đầu tư dàn karaoke. Và lý do mình lựa chọn bộ sản phẩm này. Nếu mọi người thấy clip mình hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe thì mình sẽ quay nhiều cái clip mà thể loại dạng này hơn để cho mọi người cùng nắm và cùng biết được phương án đầu tư nó tốt nhất cho cái phương án đầu tư bộ dàn karaoke của mình. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người. Bye bye.